Conan là một bộ anime trinh thám nổi tiếng thu hút chúng ta về mặt cốt truyện lôi cuốn, ly kỳ và cũng không kém phần hấp dẫn. Cộng thêm là bộ anime này còn lôi cuốn được khán giả trong nước lẫn quốc tế bởi dàn nhân vật chất như nước cất. Ngày hôm nay, hãy cùng tụi mình điểm qua những nhân vật đẹp trai và tài năng trong bộ truyện này nha! À mà, đặc biệt là video này khuyến khích các bạn nữ và những phụ nữ có thai nên xem, bởi vì là người ta nói, ngắm trai đẹp thì có thể sinh con sói cả đó. 1. Kudo Shinichi. Chúng ta đã được xem qua hơn 1.000 tập phim Conan và hơn 100 tập truyện thì không thể nào phủ nhận được độ tài năng của cậu thám tử học sinh này rồi. Ngay từ những tập đầu tiên thì chúng ta đã thấy được tài năng phá án của cậu. Shinichi khi chỉ mới 17 tuổi là một cậu thám tử nổi tiếng trên khắp các mặt báo của Nhật Bản, là con một của một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng thế giới và một nữ diễn viên hàng đầu Nhật Bản. Nên là vẻ điển trai cùng với sự thông minh vốn có của mình thì đều được thừa hưởng từ cha và mẹ. Bằng vẻ ngoài điển trai đó cùng đầu óc thông minh, tài phá án thần sâu đã giúp cậu thu hút được không ít fan hâm mộ. Nhưng mà tất cả thì cũng chỉ như một ngọn gió lướt qua cuộc đời nhau khi Shinichi đã có được một người bạn gái là Thanh Mai Trúc Mã sau khi xác định tình cảm ở tập 927 và 928. Ngoài tài năng phá án thì cậu còn có rất nhiều những tài lẻ khác nhau. Nếu như mà các bạn có thắc mắc gì về anh bạn này thì cứ đến kênh KD Anime và tìm những video về anh chàng thám tử này nha. Về ngoại hình thì cậu được thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp trai từ ba mình. Tướng tá bảnh trai không ai bằng, gương mặt được nhiều người ao ước đến nỗi mà phải phẫu thuật thẩm mỹ để có được khuôn mặt y như là Shinichi. Thật đấy, thằng nè nè. Tuy nhiên thì chỉ trừ đôi mắt màu xanh là cậu được thừa hưởng từ người mẹ tuyệt tin của mình, một nhân vật tài sắc vẹn toàn. Đúng không mọi người? Còn môn ca hát thì... miễn bản lận. 2. Kudo Yusaku. Một nhân vật có mối quan hệ rất thân thiết với cái anh đẹp trai vừa rồi, Kudo Yusaku, một tiểu thuyết gia trinh thám với tác phẩm nổi tiếng thế giới, Nam Tước Bóng Đêm, chồng của một nữ diễn viên nổi tiếng, cha của một thám tử học sinh. Nói tới cái gia đình này thì tới sáng mai vẫn chưa có hồi kết. Quay lại với vấn đề chính, Yusaku có được tất cả mọi thứ mà một người đàn ông luôn mơ ước có được. Vẻ đẹp trời ban này, tài năng không ai sánh bằng, khối tài sản cách xù, vợ đẹp, con ngoan, còn gì bằng nữa. Về phần ngoại hình nha, gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo, đôi mắt xám đen thu hút, ẩn sau cặp kính cận trông có vẻ trí thức. Body chuẩn đét, cao ráo, một người hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn tài năng. Gia thế, hình mẫu bạn trai lý tưởng của các nàng là đây chứ đâu. Về tính cách thì với trí thông minh đó và kỹ năng quan sát nhạy bén mà trong nhiều trường hợp, Yusaku đã thể hiện khả năng tìm manh mối trước cả Shinichi và có thể đoán trước được nước đi của bọn tội phạm. Ông có thể tìm ra sự thật với rất ít manh mối. Mặc dù vậy nhưng mà Yusaku vẫn không tham gia vào công việc thám tử mà mang trí thông minh của mình cống hiến cho văn học nói chung và tiểu thuyết trinh thám nói riêng. Thành công của ông với tư cách là tiểu thuyết gia phần lớn là nhờ vào sự hiểu biết sâu sắc của mình về tâm lý học tội phạm. Các bạn nghĩ công việc của một tiểu thuyết gia thì sẽ rất là bận rộn với bản thảo của mình đúng không? No. Nhân vật này của chúng ta thường bỏ trốn các nhà xuất bản chỉ để đi du lịch hâm nóng tình yêu cùng vợ của mình, hay là đi giao thiệp đến nỗi xảy bí tỉ và để lại vết son môi của ai đó ở trên áo. Kết quả là bị vợ của mình cạch mặt mà cô phải chạy về Nhật Bản khóc lóc với con trai của mình trong tập 80. 3. Hattori Heiji. Nhân vật tiếp theo đây cũng là một nhân vật rất tài năng không kém gì nhân vật chính đâu à nha. Thám tử trung học miền Tây nổi tiếng ở vùng Kansai. Cậu là con của cảnh sát trưởng vùng Osaka Hattori Heijo và người mẹ là cao thủ kiếm đạo Hattori Shizuka. Nói đến đây thì mình chỉ biết há hốc mồm vì gia thế của anh chàng này rồi nha. Trí thông minh vốn có của cậu được thừa hưởng từ người ba cảnh sát của mình. Từ nhỏ thì cậu đã đi theo ba của mình để điều tra các vụ án lớn nhỏ. Vì thế mà kỹ năng điều tra của Hattori cũng được rèn giũa từ đó. Lúc nhỏ thì còn được rèn luyện kỹ năng phá án của các vụ tình chó mèo thất lạc, được di truyền tài năng kiếm đạo của mẹ. Nên là hiển nhiên, cậu cũng là một cao thủ kiếm đạo và là ứng cử viên sáng giá đại diện cho trường mình thì các giải đấu lớn nhỏ. Ngoài ra thì Hattori cũng là một tay chơi cá tư tà rất cừ khôi. Trong movie 21, Kazuha đã tiết lộ cho chúng ta rằng Hattori đã từng thắng một giải đấu cá tư tà mà không dự báo trước là mình sẽ thắng khi còn nhỏ. Về ngoại hình thì Hattori có một gương mặt khá ưa nhìn này, nói đúng hơn là đẹp trai nha. Cao ráo này, thông minh này,
body chuẩn luôn. Mỗi tội là làn da ngăm đen, được thừa hưởng từ ông nội của mình, lại là đặc điểm nhận dạng dễ dàng nhất của Hattori. Về tính cách thì Hattori lại trái ngược với cậu bạn Shinichi. Trong khi cậu bạn thân rất là lạnh lùng, điềm tĩnh trong việc giải quyết vụ án, thì Hattori lại khá nóng nảy, luôn bị cảm xúc cá nhân chi phối, đặt mạng sống của con người lên hàng đầu. 4. Kuroba Kaito. Nhân vật này là một nhân vật được xem là khắc tinh của cảnh sát Nhật Bản, đồng thời là khắc tinh của Conan, một nhân vật có hai mặt của cuộc sống không hề liên quan với nhau. Ban ngày, cậu là học sinh năm 2 của lớp 2B trường trung học Ekoda cùng cô bạn thời thơ ấu sát nhà Nakamori Aoko. Nhưng mà trái ngược, ban đêm, cậu là một tên siêu trộm nổi tiếng Kaito Kid. Cậu nối tiếp danh xưng Kaito Kid đệ nhất của cha mình và trở thành Kaito Kid đời tiếp theo nhằm đem Kid trở lại là một tên trộm nổi tiếng thế giới một lần nữa. Thêm nữa là cậu còn muốn điều tra cái chết bí ẩn của cha mình. Theo Hakuba Saguru, một khắc tinh của Kid trong series Magic Kaito, thì cậu cao 1m74, nặng 58kg và chỉ số IQ là 400, nhóm máu B. Bình thường Kaito cũng khá nổi tiếng ở trường vì luôn gặp rắc rối đến từ các cô gái. Tuy nhiên nguyên nhân chính thì lại xuất phát từ thú vui, vén váy của các bạn nữ, dinh dập phòng thay đồ, vân vân và mây mây. Kid rất thích phổ diễn những trò ảo thuật của mình đến với mọi người. Tuy nhiên thì cậu lại rất ghét nhìn thấy người khác khó chịu. Nói về trí thông minh thì khỏi phải bàn rồi. Chỉ số IQ còn hơn cả nhà bác học vĩ đại Albert Einstein đến 2,5 lần. Vì thế mà Kaito có những lúc lập kế hoạch chống vụ trộm rất xuất sắc mà không lộ một khe hở nào. Ngoài tài năng ảo thuật được thừa hưởng từ ba mình thì Kid vẫn còn rất rất nhiều tài lẻ khác. Mấy bạn nhớ ghé xem thêm 9 tài lẻ đỉnh cao của Kaito Kid trên sóng KD Anime nha. 5. Kuroba Toichi. Có con rồi thì người bà cũng không thể thiếu trong danh sách được. Kuroba Toichi chính là Kaito Kid đệ nhất. Ông là người đã chỉ dạy cho Kaito những trò ảo thuật. Nhưng mà sau đó thì ông được cho là đã chết trong một tai nạn ảo thuật. Sau 8 năm, Kaito phát hiện ra ông chính là siêu trộm quốc tế và quyết tâm điều tra cái chết của ba mình, tiếp bước trở thành Kaito Kid đời tiếp theo mà cảnh sát vẫn không hề hay biết. Kuroba Toichi không xuất hiện quá nhiều trong hầu hết series Conan và Magic Kaito nên chúng ta cũng không có quá nhiều thông tin về nhân vật này. Tuy nhiên, những lần xuất hiện ít ỏi đó lại làm cho người xem vô cùng ấn tượng. Về ngoại hình thì ông có khuôn mặt khá chững chạc, phong cách ăn mặc rất lịch lãm và da dáng quý ông. Tính cách của ông thì chúng ta có thể thấy qua Kaito. Ông là một người luôn có một bầu không khí vui vẻ xung quanh. Hai cha con nhà này giống nhau ở chỗ là cả hai đều thích phô ra những trò ảo thuật chuyên nghiệp cho mọi người xem. Ông cũng có một biệt tài hóa trang không ai có thể sánh bằng. Chính Vermao và Yukiko là hai học trò được ông dạy về hóa trang. 6. Kyogo Kumakoto. Kyogo Kumakoto là học sinh của trường trung học Haido, đồng thời anh cũng là đội trưởng đội karate trường trung học Haido. Cậu là một thành viên nổi bật và giành rất nhiều giải thưởng cho trường cũng như Nhật Bản. Makoto còn có một biệt danh, đó là Hoàng tử Kicks. Cậu xuất hiện lần đầu trong tập 198 và 199 của series Conan khi đang làm bồi bàn tại quán trọ do ba mình làm chủ. Lúc đó thì cũng là lúc Makoto gặp mặt Sonoko trực tiếp. Sau tập đó thì Makoto và Sonoko đã chính thức làm quen với nhau. Nhưng cũng chính vì là một vận động viên đẳng cấp thế giới và còn là một học sinh trung học, vì vậy mà cả hai đã không có nhiều thời gian ở bên nhau. Nhưng tình cảm giữa họ thì vẫn không hề hao mòn theo thời gian mà nó còn tăng thêm. Sonoko luôn giữ liên lạc với anh chàng và gửi rất nhiều quà, từ những thứ nhỏ nhất. Hay Makoto cũng không hề thấy nhàm chán mà luôn luôn hùa theo những kế hoạch lãng mạn ngớ ngẩn của Sonoko. Ơi, yêu vào là vậy đấy mấy bạn ơi. Về ngoại hình thì anh chàng có một thân hình khá lực lưỡng, gương mặt thư sinh, lâu lâu có chút ngây thơ. Trên mặt có đeo một cặp kính và có một miếng băng cá nhân lúc nào cũng ở trên phần trán ở bên trái. Nước da ngăm đen đúng chuẩn một vận động viên. Makoto luôn điềm tĩnh, ít nói. Tuy nhiên khi chiến đấu thì cậu có một khả năng quan sát nhạy bén, ra đòn chính xác, mạnh, nhanh, khiến đối thủ choáng váng. Về kỹ năng thì khỏi phải bàn rồi. Như Ran đã nói thì cậu chàng đã sở hữu kỷ lục 400 trận thắng liên tiếp, từng giành được chức vô địch trong các cuộc thi karate quốc tế. Ngoài ra thì Makoto còn có thể né được một viên đạn đang lao tới với vận tốc 1000m/giây và còn rất nhiều thứ thú vị khác với anh chàng thư sinh này đó nha. 7. Mori Kogoro. Mori Kogoro là một thám tử tư với biệt danh Kogoro ngủ gật
được đặt sau khi có sự xuất hiện của Conan. Thật ra, ông là một cựu cảnh sát của Sở Cảnh sát Tokyo, từng làm việc dưới trướng thanh tra Meguire. Tuy nhiên, vì một số lý do mà ông đã từ bỏ ngành cảnh sát và về mở văn phòng thám tử riêng. Ông Park thường bị xem như là một kẻ ngốc khi lúc nào cũng không thấy ông nghiêm túc trong các vụ án. Thật ra, khi còn học ở trường trung học Teitan chung với Eri, Yukiko và Ruri, ông đã từng học rất dở môn tiếng Anh. Hầu hết thì ông không bao giờ hiểu được đúng nghĩa của các từ. Khi mở văn phòng thám tử thì ông lúc nào cũng uống rượu, hút thuốc, đua ngựa. Và ông còn là một very very big fan của Okino Joko. Thật ra thì trước lúc Eri và Bác già chia tay, Bác là một người khá điển trai đấy. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp trai con bà hai này ở trong tập 493 và 494 nhé. Chúng ta đã vừa tổng hợp xong những nam thần đã giỏi lại còn đẹp trai phần 1. Các bạn nghĩ thế nào về những nam thần vừa rồi? Và nếu như các bạn có muốn tụi mình làm thêm phần 2 về chủ đề này thì đừng ngại nói cho tụi mình biết với nha. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!